Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 2 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh, 32 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, người dân trình báo việc bị người tên Johnny Thanh lừa số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Australia. Phối hợp với Công an phường Mỹ An, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định nghi phạm là Nguyễn Hữu Thạnh. Thu thập chứng cứ, ngày 31 tháng 10, Công an bắt giữ Thạnh khi đối tượng đang ở tại phòng 3302, chung cư Mường Thanh. Khám xét tại đây, Công an thu giữ một giấy chứng minh công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 4 đồng hồ đeo tay, 1 iPad, 2 máy tính bảng, 4 điện thoại di động. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Vertu, 2 dàn máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài liệu khác. Bước đầu, Thạnh khai nhận đã đóng giả là công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để lừa đảo các nạn nhân. Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở văn phòng luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa gần 20 người với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và thua hết. Xác minh nhân thân, cơ quan công an xác định Thạnh cũng đang là nghi can bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy tìm cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục tìm kiếm các bị hại của đối tượng trên. Cũng liên quan đến thông tin giả danh công an để thực hiện hành vi xấu, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa truy tố các bị can Trần Duy Hiếu, 24 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh, Nguyễn Minh Trương, 26 tuổi, Võ Minh Chí, 23 tuổi, cả hai cùng ngụ huyện Nhơn Trạch và Phạm Minh Khôi, 22 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Hiếu từng đi nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023 thì được xuất ngũ. Về nhà, Hiếu rủ Trương, Chí, Khôi đóng giả công an hình sự đi tuần tra đêm trên quốc lộ 51 để bắt xe vi phạm. Sau đó, bảo họ đưa tiền để được tha. Đơn cử, ngày 3 tháng 6 năm 2023, nhóm Hiếu đã yêu cầu 7 trường hợp vi phạm giao thông trên quốc lộ 51 đưa số tiền 3,6 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Khi Hiếu và đồng bọn đang tiếp tục chặn xe thì bị người đi đường phát hiện giả mạo nên tiến hành bắt giữ giao cho công an. Trước đó, từ giữa tháng 3 đến tháng 4 năm 2023, các đối tượng này còn 2 lần thực hiện hành vi như nêu trên để chiếm đoạt hơn 17 triệu đồng của người đi đường. Sáng 26 tháng 10, Công an xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ngăn chặn kịp thời một vụ giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 10, ông PHC, sinh năm 1956, ngụ thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng, thông báo về việc ông C có liên quan đến một vụ vi phạm pháp luật. Thông tin cá nhân, số điện thoại của ông đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng với mục đích mua bán trái phép chất ma túy và đã có lệnh bắt tạm giam đối với ông C. Đồng thời, đối tượng này gợi ý nếu không muốn bị bắt để điều tra thì phải chuyển vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp 50 triệu đồng. Ngoài ra, vị cán bộ này còn yêu cầu ông C khai báo toàn bộ thông tin về tài khoản ngân hàng, đặc biệt mọi thông tin về sự việc phải được giữ bí mật. Tuy nhiên, do trong tài khoản không có tiền nên ông C đã được đối tượng yêu cầu ông C phải đi vay mượn để chuyển tiền. Không chút nghi ngờ cùng với nỗi lo sợ nên vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày 25 tháng 10, ông C đã cùng vợ đến Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Sơn, xã Sơn Tây vay số tiền 50 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, ngay lập tức, ông C đề nghị nhân viên Quỹ Tín dụng chuyển tiền vào số tài khoản được đối tượng lừa đảo cung cấp trước đó. Trong quá trình này, nhận thấy ông C có nhiều biểu hiện nghi vấn và lo lắng nên nhân viên Quỹ Tín dụng đã cố khai thác thông tin về việc chuyển tiền cho ai, lý do chuyển tiền. Tuy nhiên, ông C kiên quyết không tiết lộ thông tin. Nghi ngờ ông C đang bị lừa đảo, nhân viên Quỹ Tín dụng đã gọi điện trình báo Công an xã Sơn Tây. Nhận được thông tin, Công an xã Sơn Tây đã tuyên truyền, giải thích đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo qua mạng nên kịp thời ngăn chặn ông C chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Ngày 8 tháng 8, Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra làm rõ và bắt giữ Lê Thanh Hưng, sinh năm 1994, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên để làm rõ hành vi giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an huyện Thường Xuân nhận tin báo của chị NTH, sinh năm 1981, ngụ phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa về việc bị một người sử dụng mạng xã hội Zalo với tài khoản Lê Thanh Hưng và Facebook cậu ba họ Lê. Xưng là cán bộ công an huyện Thường Xuân làm quen với chị H, sau đó giăng bẫy lừa đảo chiếm đoạt số tiền 90 triệu đồng của chị. Vào cuộc điều tra, ngày 5 tháng 8, Công an huyện Thường Xuân đã xác định Lê Thanh Hưng chính là chủ nhân của tài khoản mạng xã hội trên và thanh niên này đã sử dụng nó giả danh là cán bộ công an huyện Thường Xuân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H. Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Công an xã Hòa An, huyện Phú Hòa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thanh Hưng. Tại đây, công an phát hiện một còng số 8, hai mũ bảo hiểm đeo phù hiệu công an cùng thắt lưng, giày, tất công an. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an. Sau đó, lên mạng xã hội tiếp cận, làm quen, tán tỉnh những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hỏi vay tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thanh Hưng đã mua một bộ trang phục công an nhân dân rồi mặc và chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội bằng các tài khoản cá nhân của mình để tạo niềm tin cho các con mồi. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thường Xuân tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, ngày 20 tháng 7, Công an Bình Dương đã trao thưởng nóng 8 triệu đồng cho tập thể Công an thị xã Bến Cát và Phòng Cảnh sát Hình sự vì có thành tích triệt xóa băng nhóm giả danh công an bắt giữ và đem bán các tiếp viên karaoke, massage. Trung tá Võ Hồng Bảo, trưởng Công an thị xã Bến Cát cho biết, trước đó, ngày 10 tháng 7, đơn vị phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, chuyển nhượng nhân viên massage, karaoke nên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tập trung làm rõ. Sau quá trình điều tra, Công an xác định nhóm này gồm Đặng Công Tín, 20 tuổi, Lý Tuấn Anh, 20 tuổi, cùng quê Phú Yên, Đặng Minh Mẫn, 20 tuổi, ngụ Bình Dương, Nguyễn Thanh Vũ, 28 tuổi, quê An Giang và Cao Duy Trí, 21 tuổi, quê Hà Nam, tất cả không có nghề nghiệp ổn định. Đêm 11 tháng 7, thông qua một số kênh môi giới, Trần Cao Sang, 24 tuổi, quê Tây Ninh, quản lý một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cùng Nguyễn Đức Khoa, 30 tuổi, ngụ Tây Ninh, chở hai nữ nhân viên đến điểm hẹn ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để bán cho nhóm của Đặng Công Tín. Khi đến điểm hẹn, Sang bị nhóm của Tín giả làm công an yêu cầu giao hai nữ tiếp viên, sau đó đưa về một nhà nghỉ để giam giữ và cử người canh gác. Ngày 12 tháng 7, cũng với thủ đoạn trên, nhóm Tín tiếp tục bắt một nữ tiếp viên của nhóm Võ Thị Tuyết Nhung, 23 tuổi, ngụ Bình Phước và đem giữ chung với hai nữ tiếp viên trước đó để tìm chỗ bán lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nhóm Đặng Công Tín, giải cứu ba nữ tiếp viên. Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định vào ngày 8 tháng 7, nhóm của Tín đã bán hai người phụ nữ khác qua Campuchia. Công an thị xã Bến Cát đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý. Chiều 31 tháng 3, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Chánh, sinh năm 1995, tạm trú phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ để làm rõ hành vi giả dạng công an, lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trước đó, nhận tin tố giác từ công dân, Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc điều tra thì xác định Phạm Văn Chánh chính là nghi phạm của hàng loạt vụ lừa đảo. Chánh từng là lính nghĩa vụ quân sự. Nhưng sau khi hoàn thành nghĩa vụ không lo làm việc, đối tượng thường mang quân phục, giả dạng công an để gặp gỡ nhiều người. Thời gian gần đây, Phạm Văn Chánh đọc báo biết công an đang quyết liệt xử lý các công ty cho vay, thu hồi nợ nên nổ rằng phòng hình sự Công an thành phố Đà Nẵng. Hiện đang khởi tố điều tra một vụ cưỡng đoạt tài sản có liên quan đến công ty của anh NTC, trú tỉnh Quảng Nam. Chánh yêu cầu anh C nộp 250 triệu đồng thì sẽ chạy án giúp. Tin lời, anh C gửi trước cho Chánh 100 triệu đồng để lo việc. Sau khi chiếm đoạt được 100 triệu đồng từ anh NTC, Chánh liều dùng số tiền này để trả nợ rồi cắt liên lạc. Nhiều lần liên lạc không thành, anh C mới biết mình bị lừa nên đi báo công an. Cùng ngày, khám xét tại nhà riêng của Chánh, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm con dấu tròn màu đỏ có dòng chữ UBNG quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Nghi làm giả, nhiều bộ quân phục, vê hàm công an của nghi phạm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!